Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Hô Quát Chi Ác Ma Giáng Lâm, đây là quyển sách đầu tiên của tác giả. Trước tiên thử viết một chút, nếu như mọi người không thích xin đừng phun, hoan nghênh lý trí chỉ giáo, nếu như có thích độc giả đại đại cũng hoan nghênh ủng hộ. Đây là profile chính thức. Khi Lâm Tử Hàm đang trên đường lấy chuyển phát nhanh về nhà, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị lão ca nóng nảy bay tới đưa đi. Hắn cũng càng không nghĩ tới, nhân sinh tử trạch của hắn cũng bởi vậy mà xảy ra biến hóa long trời lở đất tử trạch có thể hay không tại vu sư trong thế giới lợi dụng chính mình hệ thống khe hở sinh tồn cũng một đường nghịch tập cưới bạch phú mỹ đi lên nhân sinh đỉnh phong mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp chớ bắt chước chương một cục kịch cũng có thể để ta xuyên việt bạn đang nghe tại truyện chấm audio hả? Chuyển phát nhanh đã đến rồi sao? Ha ha ha. Vừa nghĩ tới điện thoại di động mới mình sắp tới tay, Lâm Tử Hàm liền kích động không thôi mang giày chạy ra khỏi cửa phòng. Lúc trước trên điện thoại di động tải xuống vài trò chơi đại thể, nếu như lại tải xuống một đống phần mềm khác, vậy trải nghiệm trò chơi sẽ rất khó bảo đảm. Cho nên lúc trước xin được mẹ trợ giúp mua được điện thoại di động tốt Lâm Tử Hàm dự định chuyên môn dùng nó chơi game mà cái mới mua hơi kém này thì dùng để thông tin, nói chuyện phím, soát kịch, đọc tiểu thuyết bình thường. Sau khi tìm được bưu kiện chuyển phát nhanh của mình trên giá trước cửa tiểu khu, lâm tử hàm khẩn cấp tìm một gốc trăm mát thao tác. Nhưng vào lúc này, bên trong cửa sổ phòng ở ước chừng năm sáu tầng truyền đến tiếng cãi vã. Ngươi ngu xuẩn a, không phải bình này. Xú bà nương, cho lão tử nhanh lên. Anh say rồi, không thể uống nữa. Vợ anh khuyên can ngươi thương mại còn dám ngăn lão tử à không cần nữ nhân hoảng sợ kêu lên chỉ nghe vèo bóp, một tiếng lâm tử hàm lập tức vừa ngẩng đầu nhìn lại vừa nghĩ ta đi có cần khoa trương như vậy không cái gì cũng đập nát cửa sổ rồi ngay sau đó lâm tử hàm con ngươi mãnh liệt co rụt lại chỉ thấy từ vỡ nát trong cửa sổ bay ra một cái cực đại cục gạch trực tiếp hướng lâm tử hàm bay tới phanh À, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, lâm tử hàm đầu đầy máu tươi ngã trên mặt đất. Lúc tự do mơ hồ nghe được mọi người chung quanh kinh hoảng gào thét, hình như còn có tiếng gọi điện thoại báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Ta sao lại xui xẻo như vậy? Lâm tử hàm dùng thanh âm không thể phát hiện trên rỉ một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Không biết qua bao lâu, lâm tử hàm ở một mảnh tối đen thần bí trong không gian tỉnh lại. Tê, đầu của ta đau quá. Ta đây là ở đâu, lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Lâm tử hàm quan sát bốn phía. T lại là một trận đau nhất, chẳng qua lần này là đại não truyền đến. Chết tiệt, cãi nhau ném cái gì cục gạch nha. Ném cũng không ném đúng giờ, kết quả đem ta cho đập chết. Ta mới vừa mua điện thoại di động, tiểu thuyết của ta, trò chơi của ta à. Vừa còn hô, chỉ thấy trong không gian tối đen một đạo ánh sáng màu tím xẹt qua lại nghe được đang tải. Lại nói ngươi cái này bộ dạng thái quá danh tự là nghiêm túc sao? Có cần thiết đem chính mình thổi thành như vậy sao? Nhìn vừa mới từ trong hư không trống rỗng nhảy ra tiểu ma, lâm tử hàm bắt đầu vô tình chăm chọc. Bất quá tiểu ma này đừng nhìn không đủ kích thước đầu người nhưng thật đúng là trước nhô sau vẫn da trắng xinh đẹp, một đôi mắt to màu đỏ như vòng xoáy vực sâu chật lóe nhìn ta, đặc biệt nhất là từ mái tóc dài đến thắt lưng nàng có thể nhìn thấy hai cái sừng nhỏ ác ma màu đỏ còn có cánh ác ma không ngừng quạt trên lưng trắng như tuyết của nàng trên người mặc váy ngắn lộ mỏng màu đen hơn nửa dây đeo tơ đen càng lộ ra làn da trắng nõn mê người trên hai mắt cá chân đều buộc một cái chuông nhỏ màu vàng chuông rung động trên cổ tuyết thon dài đeo vòng cổ mang theo tình yêu càng làm cho nàng có vẻ hấp dẫn mê người hay cho một tiểu mị ma khiến người ta sa đọa không tự chủ được một giọt lệ tuổi trong suốt không chịu thua kém từ khóe miệng LSP của ta chảy xuống. Lâm tử hàm vội vàng lại đem nó cho hút trở về, người không thể ít nhất không nên đối với chính mình hệ thống tinh linh có ý nghĩ kỳ quái. Không cần che giấu, ngài nhưng là sẽ trở thành vô thượng đại ác ma đấy. Tiểu ma vậy mà so với ta còn hưng phấn, trắng nõn gò má hiện ra quá độ hưng phấn sợ dẫn đến ửng hồng, một đôi trong suốt con ngươi giống như là muốn bắn ra ngôi sao nhỏ bình thường ta nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, ta tuy nói bởi vì nhìn vô số hệ thống văn mà ảo tưởng qua trở thành vĩ đại xuyên việt giả, nhưng đối với một cái sinh hoạt ở hiện đại không tài hoa, không nhan sắc, không tài phú, bà không tử trạch, muốn không chút gần sống tiếp nhận cái này kỳ huyễn biến hóa, thật đúng là có chút khó khăn. Tiểu ma giống như hiểu được nghi hoặc của lâm tử hàm thập phần tri kỹ giải thích, từ hệ thống đại ác ma sinh ra trong ác niệm vô tận phiêu Đảng cùng hiện thực đại vũ trụ vốn cũng không hoàn chỉnh cũng không có hình thể, tự như một đoàn độc khí, ta cũng không tồn tại, nhưng trong nháy mắt lấy tốc độ ánh sáng lóe lên địa cầu thập phần trùng hợp xuyên qua linh hồn chủ nhân, căn cứ vào ý thức chủ nhân mà trở nên hoàn chỉnh, có thể nói hệ thống cùng chủ nhân là nương tựa lẫn nhau, mà ta, tiểu ma đáng yêu, nghiêm khắc mà nói coi như là nữ nhi cùng quyến thuộc của chủ nhân. Vậy không gian sơn đen như mực này lại là cái gì? Đây là hiện thực vũ trụ mặt sau vật chất tối không gian, hiện thực vũ trụ kỳ dị điểm tại kỳ dị nổ mạnh sau vững vàng neo ở thứ nguyên bên trong, pháp tắc cũng thập phần hoàn thiện, có thể nói là tại thấp thứ nguyên bên trong ổn định nhất thế giới mà hệ thống vừa mới sinh ra, hầu như không cách nào tại thế giới hiện thực bên trong can thiệp cũng thiết lập mới pháp tắc khiến cho chính mình cùng chủ nhân linh hồn có thể ổn định tồn tại, cho nên chỉ có thể đem chủ nhân kéo vào hiện thực vũ trụ. Mặt sau tương đối hỗn loạn không trật tự pháp tắc đơn giản vật chất tối không gian. Chẳng lẽ ta vẫn đợi ở đây sao? Là như vậy chủ nhân, cho dù là ám vật chất không gian cũng không thể đợi quá lâu, nó pháp tắc đơn giản cùng hỗn loạn chỉ là tương đối với thế giới hiện thực, lấy hệ thống năng lực hiện tại cũng chỉ có thể đem nơi này làm trạm trung chuyển, chờ một lát hệ thống sẽ mang chủ nhân hàng duy, chủ nhân cần tại từ tiểu thuyết, điện ảnh truyền hình, anime bên trong sinh ra thế giới thứ hai thăm dò khiến hệ thống quy tắc càng thêm hoàn thiện, hệ thống cũng sẽ nuôi ngược chủ nhân, để chủ nhân càng thêm cường đại. Về phần trở thành đại ác ma, đây chẳng lẽ không phải chủ nhân ngài hy vọng sao? Từ ác niệm bên trong sinh ra hệ thống cùng ta sẽ bởi vì chủ nhân dục vọng mà thành làm chủ nhân hy vọng bộ dáng đâu. À, cái này. Ai hát? Từ trong ý thức của ngài hình thành ta đối với ngài dục vọng là thập phần hiểu rõ, tại sắp đi hướng nhị nguyên bên trong, bởi vì khoa trương thiết lập cùng các đại tác giả không có điền xong hố còn có hay không triệt để hoàn thiện thế giới quan những thứ này dẫn đến quy tắc cùng pháp tắc hỗn loạn cùng không ổn định cho nên hệ thống có thể trợ giúp chủ nhân thu được vô số ngoại quải ngài chỉ cần thích hợp trưởng thành liền có thể dần dần chà đạp các cái nhị nguyên thế giới quy tắc đến lúc đó ngài có thể hoàn thành hết thảy ngài muốn làm mà cái này cũng sẽ trợ giúp hệ thống trưởng thành như vậy à, mỗi người đều hy vọng cuộc sống của mình trải qua đặc sắc lộ ra, hiện tại thân là tử trạch có cơ hội như vậy, không cần lại nhìn chầm chầm nhân vật chính trong câu chuyện mà thèm nhỏ giải, vậy còn có cái gì phải do dự? Tốt. Tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Chương 02 Tân thủ lễ bao cùng cầu nguyện quy tắc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác Chương 03 cái thế giới thứ nhất, Harry, sống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 04 Gặp gỡ bất ngờ Hermione, Granger Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 05 Dụ dỗ Hermione tiểu la lị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 06 Cải tạo Hermione tiểu la lị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Hồ Quát Thư thông báo tới rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 08 Sơ lâm hẻm xéo bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hermione đem hai phong thư này cho xem nhiều lần, sau đó nghi hoặc hỏi Lâm Tử Hàm. Trong thư nói những thứ này trong nhà có sao? Yên tâm đi, như là đổ phép, chế phục các loại đồ vật chúng ta đều có chuyên môn đặc chế, đặc biệt là đổ phép, mà dược liệu cùng sách giáo khoa các loại để cho tạp bành cùng lị kỳ đi một chuyến là được, bất quá nếu như ngươi muốn chuyên môn đi một chuyến xem cũng có thể mang ngươi đi một chuyến không biết rốt cuộc nó trốn ở đâu trong một ngõ nhỏ như vậy. Hermione rất tò mò đối với hẻm xéo. Được, lát nữa dẫn ngươi đi chuẩn bị đũa phép, chờ ma trưởng chế tác xong chúng ta cùng đi một chuyến. Lâm tử hàm mang Hermione đi tới một cái đặc thù công xưởng bên trong, một bên thao tác một bên hướng Hermione giải thích nói. William gia tộc vô luận là nguyên sinh bổn gia hay là giống như ngươi gia nhập đều có được hoạt nồng hoạt nhạc ác ma huyết mạch, lúc trước cho ngươi ngâm dược tắm cùng khắc ở toàn thân ma văn chính là vì khiến cho ngươi có được ác ma huyết mạch, lịch đại gia nhập người đều sẽ trải qua một bước này, chỉ là bởi vì cho ngươi gia nhập chính là ta nồng độ là lịch đại nồng đậm nhất trả lại thuần chủng ác ma huyết mạch cho nên phức tạp nhất, thể chế cùng ma lực tăng lên là lớn nhất. Mà vô luận nồng đậm nhạt, sau khi tăng lên ma lực đều là thập phần mãnh liệt, tràn ngập ác ma dục vọng cùng giả tính, tuyệt không phải những cây đũa phép bình thường có thể chịu đựng được cho nên để đạt được đủ phép thích hợp nhất với người nắm giữ, đều sẽ dùng bí pháp đặc biệt, vật liệu chọn xương sườn đối diện với trái tim của người nắm giữ đủ phép, lõi đủ dùng tâm huyết cùng một ít tủy não cùng tủy sống hỗn hợp luyện chế, đủ phép như vậy mới có thể như cánh tay sai khiến. Hơn nữa đối với ác ma lai nói không cần thời gian có thể dung nhập nó vào trong xương sườn mới mọc ra dưỡng dục, tuyệt đối sẽ không mất đi. Sau khi hư hao cũng có thể dùng tinh hoa thân thể để chữa trị. Tuy rằng đại sư ma chú thuần thuộc có thể không tiến động làm phép, nhưng loại đũa phép đặc chế này có thể cộng hưởng cực hạn cũng tăng lên hiệu quả cùng cường độ làm phép của người nắm giữ, tuyệt đối sẽ không tùy ý bị tước vũ khí tước vũ khí, cho dù thoát tay cũng có thể dựa vào ý niệm hoán hồi. Ngài sẽ không phải muốn rút xương sườn của ta, tâm huyết, tủy sống cùng tủy não đi. Không muốn không, cái này cũng quá khoa trương đi. Hừ hừ hừ, không cần sợ, làm ác ma. Vết thương nhỏ này không bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn, khạc 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 khạc. Lâm tử hàm ra vẻ cười quái dị nhạo về phía Hermione, không. Ngươi cho dù kêu trách cổ hồng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Khạc 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 khạc. Chỉ chốc lát tài liệu đã thu thập xong. Chỉ thấy Hermione tiểu lô ly đầy mặt ứng hồng, trên mặt vừa có ngượng ngùng lại có kích thích cũng có lưu luyến còn có sợ hãi tầm thường sao có thể nhìn thấy như thế phức tạp biểu tình a à, chuyện kinh khủng như vậy tại sao lại kích thích thoải mái như vậy còn cố ý hù dọa ta hermione vẫn nhỏ giọng oán giận nếu thoải mái có thể lại hảo hảo hồi vị một chút kế tiếp mấy ngày ngươi liền hảo hảo ngâm dược tắm hảo hảo hồi phục đi chờ ngươi tốt lên liền mang ngươi đi dạo hẻm đối giác lâm tử hàm trêu đùa trấn an một chút hermione tiểu lô ly Barry Đại Nhân nói sang chuyện khác. Đáng ghét. Bất quá quyết định rồi. Hermione ngạo kiều nói. Sau đó liền bị Lâm Tử Hàm dùng phù du chú vận chuyển về phòng ngủ của mình. Phòng ngủ này thật sự xa hoa, toàn thân bên trong là màu máu, khung cửa sổ, lan can giường lớn là vàng rồng, là xa hoa khiêm tốn phối hợp với ác ma nhất. Ba ngày sau Hermione liền khỏi hẳn, các hầu gái giúp nàng ăn mặc tốt lại mặc vào da tinh xảo công chúa cao gót nhỏ, hay cho một ác ma tiểu công chúa. Sau đó liền sôi nổi thúc giục lâm tử hàm xuất phát đi ngõ đối giác. Lần này hẻm xéo hành trình còn mang theo quản gia Omanita cùng nuôi trong nhà tiểu tinh linh cáp thân cùng lì kỳ, mọi người đi trước một chuyến gờ răng dơ nhà, Hermione tiểu Loli đương nhiên thật cao hứng cùng cha mẹ gặp mặt một lần, nhưng là Lâm Tử Hàm có thể rõ ràng dựa vào nhạy cảm cảm quan phát hiện ẩn dấu ở Hermione đáy mắt đạm mạc. Sau đó liền dùng ảo ảnh di hình tới quán ba phá nồi, loại này cấp thấp không gian di chuyển tạo thành ảnh hưởng so với lúc trước xuyên qua không gian dao động nhỏ hơn nhiều, căn bản sẽ không đối với thân là ác ma Lâm Tử Hàm cùng Hermione tạo thành ảnh hưởng gì. Lâm Tử Hàm chỉ vào rách rưới cái nội rách nát quán ba hướng Hermione tiểu Loli giới thiệu nói. Cái này quán ba trách nát chính là đi hướng hẻm xéo nhất định phải đi qua đường, người có thể đoán xem vì cái gì gồ nhóm phát hiện không được. Ừm. Ngài Barry, có phải là đã thực hiện lời nguyện trục xuất Mugo hay đại loại thế không? Hermione trả lời, không chắc lắm. Rất thông minh. Đúng là như vậy. Đối với Lâm Tử Hàm khẳng định Hermione tỏ vẻ rất vui vẻ, mà Lâm Tử Hàm lại phát hiện năng lực suy một tra ba của Hermione thật đúng là không phải giả lúc trước chỉ là đem ma chú cơ bản của giới ma pháp truyền lại cho cô cô có thể cơ bản hoàn toàn lý giải và phản ánh ra khả năng sử dụng thực tế thật sự là thông minh a à? a à, thật sự là bẩn a à. lão tom vì cái gì không quét dọn một chút đây chính là đường thông hành hẻm xéo lộng lẫy một chút không phải sẽ càng tốt kiếm tiền sao lâm tử hàm một bên nhỏ giọng oán giận một bên lôi kéo hermione bàn tay nhỏ bé mang nàng né tránh tràn đầy dơ bẩn cùng bụi bặm bàn ghế Hermione cũng vẻ mặt ghét bỏ nhìn chung quanh. Tâm tiên sinh, hai vị này chính là thiếu gia và tiểu thư của gia tộc William mà tại hạ phụng dưỡng. Omanita hướng lão Tom giới thiệu lâm tử hàm cùng Hermione. Ngài William và phu nhân đáng kính, hoan nghênh đến với cửa hàng, quả thực khiến cho cửa hàng này trở nên rực rỡ. Gia tộc William Gia tộc nào có thể khiến Tom bày ra loại tư thái này? Các ngươi có nghe nói qua không? không có a à, chẳng lẽ là ẩn thế gia tộc gì sao? chẳng lẽ là cái kia? cái nào? anh nói đi. chính là cái kia từ Merlin thời kỳ liền vẫn tồn tại William gia tộc, cái kia hai đời Hắc Ma Vương cũng không dám trêu chọc cổ sư gia tộc. chưa từng nghe qua à nếu như ai cũng biết, nào còn gọi là ẩn thế cổ sư gia tộc a? À, ngươi ngu xuẩn. ta cũng chỉ là từ thuần huyết gia tộc kia trọng nghe được một miệng nói là nhiều năm không nhập thế william gia tộc trước đưa vào một cái tư chất ưu tú mưu nữ hài sau đó đương đại tộc trưởng muốn cùng nữ hài kia cùng đi hô hoác. nữ hài kia hẳn là tương lai tộc trưởng phu nhân đây là truyền thống của bọn họ năm nay nghe nói harry potter muốn đi hô hoác đi học hiện tại lại có như vậy william gia tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân năm nay thật thần kỳ a à. lâm tử hàm rất rõ ràng hắn cùng hermione tin tức chính là hắn thừa dịp hermione tiểu lô ly dưỡng thương lúc để cho người truyền ra ngoài chính là vì phòng ngừa có không có mắt thuần huyết tới tìm sự mà bên người tiểu hermione nghe được có người xưng nạn là tương lai tộc trưởng phu nhân lúc trong lòng không khỏi vừa là mừng rỡ lại là ngượng ngùng không khỏi nắm chặt bị lâm tử hàm lôi kéo tay mà lâm tử hàm thì nhân cơ hội đùa giỡn mà nắm chặt hermione tiểu lô ly nắm chặt bàn tay nhỏ bé để hermione tiểu lô ly càng là xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cho dù là đã trở thành bán ác ma nhưng vẫn là tiểu cô nương Hermione tiểu loli vẫn là giống nhân loại dễ dàng thèn thùng a. Đi đến sân sau của quán bar, Lililian chỉ vào những viên gạch trên tường và nói với Hermione, "Đếm hai viên gạch từ thùng rác lên và hai viên gạch ở bên cạnh là chìa khóa để vào hẻm xéo, và chỉ cần gõ hai cái đủ phép là có thể mở đường đến hẻm xéo." Hermione liền hưng phấn gọi ra cây đủ phép màu xám trắng do cốt huyết của mình chế tác, dài 14,17 inch trên chui có khắc phụ văn hoa mỹ cùng trang trí, cuối cùng khảm một viên bảo thạch màu hồng nhạt dùng nước trái cây mê luyến ngưng tụ, là đủ phép cũng là quyền trượng nhỏ của công chúa, có thể tùy tâm ý vừa phải duỗi dài biến thô, trở thành quyền trượng chân chính. Hermione sau khi nhận được quả thực yêu thích không buông tay, tự như hài tử cốt nhục tương liên của mình. Nàng cẩn thận gõ gõ viên gạch kia, nhìn từng viên gạch trên tường tránh đi, nhượng đường hiện ra trước mặt, tự như chân chính bước vào thế giới mới tràn ngập cảm giác nghi thức chương không Hẻm xéo mua sắm hành trình cùng hoắc cách ốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Nhân vật chính Harry Potter cùng hắn tùy tung. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác.